tên là Nguyễn Thị Thượng, hôm nay tôi đang 55 tuổi, tôi đang công tác ở y tế tỉnh Tuyên Quang. Trước đây da của tôi rất là xấu, vì trước khi đến soi da ở spa Hải Thanh thì da nhiễm rất là nhiều hóa chất. Vì thực tế là trước khi đến spa Hải Thanh này thì mặt tôi bị lán rất là nhiều. Thế nhưng mà vì tôi hay bôi những loại thuốc mua ở trên thị trường. Đấy. Nhưng mà càng bôi thì ở trong nhiễm càng nhiều hóa chất. Đấy. Cho nên là nhờ có spa của Hải Thanh, thế nên là tôi đã đến chỗ spa Hải Thanh được soi da và được hướng dẫn cách sử dụng viên các viên uống của hãng Mirat. Và từ trong thời gian 6 tháng tôi điều trị các loại thuốc của Mirat thì tôi cảm thấy là sức khỏe rất là tốt và da mặt cũng được cải thiện rõ rệt. Tôi vừa uống thuốc và vừa bôi bên ngoài theo hướng dẫn của bác sĩ của hãng Mirat. Thì sau 6 tháng điều trị thì tôi cảm thấy là sức khỏe đã khá lên được rất nhiều. Tôi đã đi kiểm tra sức khỏe thì tôi thấy hiện trạng là kiểm tra tất cả các công thức máu, men gan, men thận và tất cả các chức năng trong cơ thể. Thì sau thời gian 6 tháng uống thuốc của Mirat thì tôi cảm thấy là các chỉ số đều rất bình thường và rất là tốt. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tất cả các bạn nếu có điều kiện thì hãy đến spa Hải Thanh để được tư vấn soi da và được hướng dẫn dùng các loại sản phẩm vừa uống vừa bôi, thì các bạn nhất định các bạn sẽ được cải thiện một làn da rõ rệt.